Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Đắk Lắk buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk thứ năm ngày 20 tháng 10 năm 2022. Trong bản tin, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau. Ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk giám sát tại huyện Krông Búc. Bế mạc hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ 2 năm 2022. Hiệu quả từ mô hình thư viện thân thiện trong các trường tiểu học ở huyện Chư Mờ Ga. Lãnh đạo Anh Pháp thảo luận về hợp tác song phương. Các nước thành viên OPEC cộng bảo vệ quyết định cắt giảm sản lượng là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đoàn giám sát của Ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức giám sát kết quả thực hiện nghị quyết số 52 ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 tại huyện Krông Búc. Đoàn đã giám sát tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú và Trung học Cơ sở huyện Krông Búc và Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện. Chiều cùng ngày, đoàn giám sát làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện. Theo báo cáo tại buổi làm việc, thực hiện nghị quyết số 52, huyện Krông Búc đã ban hành kế hoạch tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu, công tác giáo dục, y tế được quan tâm cả về cơ sở vật chất, nhân lực, đáp ứng nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe của người dân tộc thiểu số. Huyện đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, như tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số đi học đúng độ tuổi đạt 84,14% đối với độ tuổi bậc tiểu học, và đạt 97,17% đối với độ tuổi bậc trung học cơ sở. Tỷ lệ người dân tộc thiểu số trong độ tuổi lao động được cung cấp thông tin thị trường lao động việc làm đạt 55%. Tại các cơ quan đơn vị đại diện, đoàn giám sát cho biết, việc triển khai thực hiện nghị quyết số 52 rất quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Vì vậy, Ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức đoàn đi khảo sát thực tế, giám sát trực tiếp tại các địa phương, đơn vị và giám sát qua báo cáo. Qua giám sát, đoàn ghi nhận những ý kiến kiến nghị của các đơn vị, tổng hợp gửi cho các cơ quan chuyên môn của tỉnh xem xét giải quyết, đồng thời đề xuất với Hội đồng Nhân dân tỉnh để triển khai tốt hơn nghị quyết số 52 trong giai đoạn tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày diễn ra sôi nổi nghiêm túc, chiều ngày 19 tháng 10, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức bế mạc và trao giải hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ 2 năm 2022. Tham gia hội thi có 41 thí sinh là học viên đang học các lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh và các lớp trung cấp lý luận chính trị do Trường Chính trị tỉnh phối hợp với các đơn vị sở ngành. Theo đánh giá của ban tổ chức, tại hội thi năm nay, các thí sinh dự thi có sự chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy định, bố cục chặt chẽ, sưu tầm hình ảnh minh họa phong phú, sinh động, thuyết trình bình tĩnh, tự tin, lôi cuốn và có sự liên hệ chặt chẽ với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Và qua những gì hội thi đã thể hiện cho đến giờ phút này, có thể thấy rằng là học viên có cái sự chuẩn bị rất là kỹ càng về nội dung, kiến thức, về phần trình bày, thuyết trình. Bên cạnh đó thì học viên còn có cái sự chuẩn bị những cái hình ảnh minh họa hết sức là thiết thực. Điều đó có thể đánh giá rằng là cái chất lượng hội thi năm nay có sự biến chuyển rõ rệt so với cái hội thi lý luận chính trị, học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ nhất. Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ 2 năm 2022 là đợt sinh hoạt chuyên môn nghiệp vụ bổ ích và cần thiết, là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần giáo dục động viên học viên học tập lý luận chính trị, phát huy tinh thần say mê học tập, nghiên cứu lý luận chính trị, khắc phục tình trạng ngại học lý luận chính trị, tạo điều kiện cho các học viên được giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, phấn đấu đạt kết quả cao trong quá trình học tập. Đến với hội thi hôm nay thì tôi mang đến chủ đề đó là thực hành dân chủ trong xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Và tôi cảm thấy rất là vui và hạnh phúc và tự hào khi được tham gia các cuộc thi này. Và nó mang đến cho tôi nhiều cái ý nghĩa và những cái bài học để trong tiếp tục xây dựng phát triển đất nước. Cho đến giờ hôm nay có thể khẳng định rằng là cuộc thi đã đạt được các cái mục tiêu yêu cầu đề ra. 100% các thí sinh đều đã đạt được kết quả theo yêu cầu. Trong đó nhiều học viên rất là xuất sắc, tất nhiên, và bản thân người thầy, thầy cô ở trường thì cũng tiếp cận cái phần thi này để rút ra cho mình những cái phương pháp, cái cách thức để không ngừng nâng cao cái chất lượng công tác đào tạo, làm tiền đề cho những năm tiếp theo, tổ chức cái hoạt động này thường xuyên liên tục để không ngừng nâng cao chất lượng công tác đào tạo của trường.
Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 8 giải khuyến khích cho các thí sinh tham gia hội thi. Trong vòng 12 giờ kể từ khi nhận tin báo, lực lượng công an đã truy bắt được kẻ giết người. Chiều ngày 15 tháng 10 năm 2022, ông Y Kiêm ở Buôn Bua, xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, cùng Y Việt trú tại Buôn Niêng 2, xã E Nhôn, huyện Buôn Đôn, nhậu và xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Y Việt đã dùng con dao mang theo, chém nhiều nhát làm ông Y Kiêm tử vong. Gây án xong, Y Việt lấy xe máy của ông Y Kiêm làm phương tiện bỏ trốn. Trên đường đi, Y Việt vứt lại xe dưới một con suối ở xã Crong Na, huyện Buôn Đôn. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các đơn vị liên quan cùng Công an huyện Buôn Đôn vào rạng sáng ngày 18 tháng 10 năm 2022, đã truy bắt được Y Việt khi đang trốn tại một khu rừng ở xã Crong Na, huyện Buôn Đôn, thu con dao và chiếc xe tang vật để xử lý theo pháp luật. Thời gian qua, Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Công an tỉnh, các ban ngành đoàn thể, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên người cao tuổi, gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia giải quyết các vấn đề an ninh trật tự tại địa phương. Kết quả trong giai đoạn 2016-2021 đã vận động người cao tuổi cùng chính quyền địa phương tham gia giải quyết trên 1.500 vụ việc mâu thuẫn tại địa bàn cơ sở, tổ chức 649 buổi diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân với 89.578 lượt người tham gia và đóng góp ý kiến cho lực lượng công an, trong đó có nhiều ý kiến của người cao tuổi góp ý về công tác bảo đảm an ninh trật tự. Thông qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hội viên người cao tuổi và nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an 12.746 tin báo tố giác tội phạm, qua đó giúp lực lượng công an điều tra làm rõ 6.203 vụ xâm phạm trật tự xã hội, thu giữ 2.665 khẩu súng các loại, 59 lựu đạn, 553 kíp nổ, 210,1 kg thuốc nổ, 8.809 viên đạn các loại và 1.613 công cụ hỗ trợ và nhiều hung khí nguy hiểm khác. Trong 9 tháng năm 2022, huyện Lắk đã đón 18.399 lượt khách đến tham quan, tăng 219,9% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách quốc tế đạt 1.022 lượt, tăng 4,84%, khách nội địa đạt 17.377 lượt, tăng 212,4% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 12,6 tỷ đồng, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm 2021. Tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát nên lượng khách đến tham quan du lịch tăng cao. Bên cạnh đó, các khu điểm du lịch trên địa bàn huyện cũng đẩy mạnh các chương trình kích cầu du lịch như quảng bá hình ảnh, chú trọng sản phẩm du lịch gắn với nghề truyền thống, với bản sắc văn hóa của người dân địa phương bằng các chuyến du lịch trải nghiệm. Các điểm du lịch trên địa bàn huyện Lắk thu hút du khách đến tham quan như di tích Xanh Lam Thắng Cảnh Hồ Lắk, thác Bìm Bịp, thác Liêng Pú Pết, hang đá 3 tầng, đỉnh núi Chư Giang Lắk. Hai điểm làng nghề truyền thống gồm nghề gốm tại xã Giang Tao và nghề dệt thổ cẩm tại Buôn Lê, thị trấn Liên Sơn. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, huyện Chư Mờ Ga đã đẩy mạnh phong trào xây dựng mô hình thư viện thân thiện gắn với phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, qua đó đã góp phần xây dựng thói quen đọc sách cho học sinh từ bậc tiểu học. Từ năm 2015-2016, trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, xã Quảng Hiệp đã đưa vào sử dụng mô hình thư viện thân thiện từ nguồn xã hội hóa. Thư viện có nhiều khác biệt rõ nét với thư viện truyền thống như được sắp xếp theo hướng mở, thân thiện, tạo điều kiện cho các em tiếp cận sách dễ dàng, phù hợp với sở thích và khả năng đọc. Sách được trưng bày trên kệ, được thiết kế và phân loại theo chiều cao, trình độ đọc của học sinh và được dán theo từng mã màu tương ứng. Các em có thể tự lựa chọn đọc sách, truyện tùy theo sở thích bản thân. Hiện nay, thư viện đã có trên 5.000 đầu sách các loại để phục vụ nhu cầu đọc của các em học sinh toàn trường. Thư viện thân thiện á, thì thực tế ra là đưa lại hiệu quả rất cao. Tức là ngoài cái vấn đề ở đây là chủ yếu tăng cường cái tiết đọc, cái vốn tiếng Việt cho học sinh. Đó, bây giờ là của mỗi tuần là có mỗi lớp như vậy là một tiết là hoạt động đọc tại thư viện. Đó, ngoài ra thì các thư viện góc lớp thì là học sinh được mượn quyền về để rồi được là tiếp cận với sách hàng ngày. Để rồi thì là tăng cường cái vốn tiếng Việt cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời là nâng cao cái kỹ năng đọc hiểu cho học sinh trong toàn trường.
Tại trường tiểu học Ama Trang Lơng, để khích lệ và hướng học sinh phát triển văn hóa đọc, nhà trường đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất như giá sách, bàn đọc, đặc biệt quan tâm bổ sung số lượng sách và truyện theo mã màu. Nguồn kinh phí đầu tư cho thư viện từ nguồn ngân sách nhà trường và nguồn xã hội hóa từ cha mẹ học sinh và các tổ chức đoàn thể địa phương. Hiện thư viện của trường đã có hơn 3.000 đầu sách. Nhiều hoạt động hiệu quả thư viện, chất lượng giáo dục nhà trường cũng có bước chuyển biến tích cực. Hoạt động rất là hiệu quả, các em rất là thích đến thư viện đọc sách. Trong thời gian tới thì trường cũng sẽ tiếp tục là khi các em đọc hết lượt sách này thì sẽ thay lượt sách khác, vì nhà trường đã chuẩn bị một cơ số sách khá lớn, phong phú để phục vụ cho cái thư viện thân thiện này. Nhà trường sẽ sử dụng hết số sách đó luân phiên để cho các em đọc, rồi sau đó vẫn có kế hoạch là mua tiếp. Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Mờ Ga, từ chương trình Thư viện Thân Thiện, nhiều trường học trên địa bàn huyện đã phát huy các tủ sách, mua thêm nhiều đầu sách mới, qua đó thu hút nhiều học sinh đến với thư viện, góp phần rèn luyện thói quen đọc sách và nâng cao sự hiểu biết. Đây là mô hình thiết thực, hiệu quả, cần được nhân rộng, xây dựng văn hóa đọc trong nhà trường.